Rồi, chào mừng các anh chị em đến với câu lạc bộ yêu sách 6 giờ sáng. Hôm nay chúng ta sẽ lại đọc tiếp quyển Bí mật hành vi chìa khóa thành công GIS nhé. Hôm nay xin đọc tiếp ở trang 60 về phân tích về các nhóm. Dưới đây là những quan sát của tôi về đặc điểm của từng nhóm người dựa trên kinh nghiệm và sự hiểu biết của cá nhân. Nhóm D, nhóm người đi là những nhóm người hướng ngoại, có xu hướng thống trị với các đặc điểm như mạnh mẽ, có khả năng quyết đoán, khởi sự, kiên quyết, cạnh tranh, thẳng tính, gây áp lực. Ưu điểm của nhóm D, người thuộc nhóm D được xác định là người mang trong mình kiểu tính cách lãnh đạo, có xu hướng quyết đoán hơn và ít biểu lộ cảm xúc hơn. Bạn thích sự thách thức nhưng lại không thích sự chi tiết và rườm rà, không thích sự lặp đi lặp lại. Tôi gọi đó là nhóm của những người tiên phong. Bạn sẽ dễ dàng nhận ra mình có phải nhóm đi không khi có cảm giác rằng mọi thứ xung quanh bạn có vẻ như chậm chạp hơn so với bạn, bởi vì bạn sẽ thường hành động nhanh, đi nhanh, nói nhiều, nói nhanh, mặt dễ đỏ khi nói hăng, hành động tay luôn thẳng, nhanh, thích nói về bản thân hoặc những thứ liên quan đến bản thân. Một biểu hiện ở bản thân mà bạn cũng có thể dễ phát hiện ra những nữa là những thuộc nhóm D. Là những người thuộc nhóm D thường có xu hướng tay úp hoặc chém tay thẳng, chém tay, chỉ tay tầm nhìn qua mắt xa, chỉ thẳng hoặc hướng lên trên. Nhóm D là những nhóm người có dáng đi mạnh mẽ, dứt khoát và họ cũng là những người thích tập thể thao. Trong giao tiếp thì nhóm D được nói với cường độ nhanh, vừa ngắn gọn, nói lý do trước và không lan man. Hạn chế của nhóm D. Nhóm D này cũng là khá nóng tính, thường làm việc theo quy tắc và quy định. Bạn sẽ nhận ra mình ít có sự chia sẻ với những người xung quanh, nên đôi lúc tạo ra một sự xa cách nhất định, khiến cho các mối quan hệ mà nhóm này có khả năng khô cứng và khó tạo được sự đồng cảm trong một số hoàn cảnh cần thiết. Điển hình của những nhóm D là cách ví dụ trên là những ông bố thường xuyên hà khắc, ép đặt con cái, hoặc những nhà lãnh đạo có phong cách hành vi đi chủ đạo thường có xu hướng áp đặt nhân viên. Nhóm I hướng ngoại, thứ hai là nhóm của những người I. Bạn sẽ dễ dàng nhận ra mình khi bạn phát hiện ra mình khá quan tâm đến vẻ bề ngoài. Bạn có rất nhiều bạn bè bởi chính sự thân thiện của bạn đối với mọi người. Đôi lúc bạn nói khá nhiều và có khá nhiều mối quan hệ xã hội. Kiểu tính cách nhiệt tình có xu hướng quyết đoán hơn và biểu lộ cảm xúc nhiều hơn. Tiếp xúc với bạn luôn khiến cho người khác thoải mái bởi sự cởi mở, vui vẻ, hoài nhã, lạc quan, thích cái mới, sáng tạo, hướng tới con người. Khi nói chuyện, tay của bạn thường có xu hướng mở, hướng ra ngoài, bạn hay cười to và có cặp mắt cũng biết cười. Trong ngôn ngữ, bạn thường chọn cách nói nhanh, giọng nói ấm áp, biểu cảm, thích chú ý đến vẻ bề ngoài, thích màu mè. Liệu... Sao nhất miếp? Nếu sử dụng bạn là một nhân viên marketing thì rất tuyệt vời, bởi trong con người bạn có sẵn khả năng thuyết phục. Thuyết phục cho sếp Thúy thích nói cười, hài hước, năng động, có tố chất sáng tạo. Hạn chế của nhóm I. Nếu trong môi trường nhàm chán, bó buộc, không có tính sáng tạo, thì bạn sẽ rất dễ chán nản và rất dễ khó thành công. Ví dụ, để hình cho việc bị đặt sai vị trí của người nhóm I là câu chuyện của Nguyên mà tôi đã chia sẻ ở trên. Sẽ thật là đáng tiếc nếu những người nhóm I không phát huy được hết những sở trường của nhóm này trong những môi trường cần thiết. Nhóm S, ưu điểm của nhóm S. Nhóm S là nhóm người có xu hướng muốn giúp đỡ người khác, thích ổn định với đặc điểm như thận trọng, hòa nhã, tốt bụng, bền bỉ, kiên nhẫn, tự kiểm soát, kiên định, nhất quán. Kiểu tính cách kiên định của có xu hướng ít quyết đoán hơn và biểu lộ cảm xúc nhiều hơn. Chính đặc điểm này giúp cho người
thuộc nhóm S thường là những người điềm đạm, từ tốn, mang lại cảm giác chín chắn, biết cách lắng nghe và cẩn thận để có kế hoạch trong các hoàn cảnh cụ thể. Những người thuộc nhóm S, nhóm tính cách S là những người đáng tin cậy, tận tâm, trách nhiệm, quan tâm tới con người. Hạn chế của nhóm S, chính vì đặc điểm này nên nhóm S thường có xu hướng thích những người xung quanh mình cũng quan tâm đến mình nhiều hơn. Nhóm này không thích giao du quá nhiều. Bạn cũng dễ dàng nhận ra mình thuộc nhóm S khi nhận ra những biểu hiện như ít nói, nói nhỏ, không thích tiếp xúc với đám đông, thích lắng nghe, thích tâm sự, hay quan tâm đến người khác, rụt rè, cười nhỏ, nói chậm, ậm ừ, suy nghĩ trước khi nói. Nhóm C, đối với nhóm còn lại, những người trong nhóm C, đây là người có xu hướng thích sự hoàn hảo, chuẩn mực, không thích phiền hà với các đặc điểm như cẩn thận, tuân thủ mệnh lệnh, hệ thống, tỉ mỉ, chính xác, logic. Ưu điểm của nhóm C, những đặc điểm nổi bật đó giúp cho người thuộc nhóm C khá bình tĩnh, cẩn trọng, trật tự, đúng đắn. Đây mới thực sự là nhóm người phù hợp với công việc kế toán hoặc các công việc liên quan đến giấy tờ, sổ sách. Nếu là người nhóm C, bạn sẽ nhận ra mình trong sự tập trung cao đối với công việc và các mối quan hệ xung quanh. Cũng là người luôn đề cao sự cố công bằng, rõ ràng, tiếp cận với vấn đề với tư duy, logic và khá kỹ thuật. Lợi thế của những nhóm C là thích nói một cách chậm rãi hơn những suy nghĩ nhanh và sử dụng con số khá tốt. Người nhóm C thường có kế hoạch rõ ràng, nhưng nhóm này ít chia sẻ cá nhân. Nhóm này thậm chí trong thận trọng và kỹ tính. Nhóm C chỉ tin khi bạn có những dẫn chứng cụ thể và thuyết phục, tin những ai biết lắng nghe và thường nói chi tiết cho bạn hiểu điều bạn muốn hiểu. Hạn chế của nhóm C, kiểu tính cách phân tích có xu hướng ít quyết đoán hơn và phản ứng ít hơn, ít biểu lộ cảm xúc hơn, bạn ít nói, nói chậm, nhiều khi khó hiểu vì diễn đạt không tốt, không hay dài dòng, chỉnh chu, thích ngăn nắp. Việc nhận diện nhóm tính cách trong phương pháp xác định DISC cho phép chúng ta hiểu về bản thân để làm sáng tỏ hơn về những nhưng có sự hình dung chính xác nhất về cách thức phân loại các nhóm tính cách DISC này. Bạn có thể xem thêm hai ví dụ sau đây để minh họa cho việc xác định nhóm tính cách thông qua các biểu hiện đặc trưng nhất. Ví dụ A. Cuối tuần này gặp nhau uống cà phê nhé. B. Ok đi luôn. C. Đi uống ở đâu? Mấy giờ? A. S. S. Đi uống ở đâu? Mấy giờ? A. Thì đi đến quán Highland mọi khi ấy. Highland cũng được. I. Highlander cũng được. Nhưng tôi thích đến Trung Nguyên hơn. Ở đó cà phê cũng ngon mà giá lại bình dân. B. Đi Trung Nguyên cũng được, kiểu gì tôi cũng chiều. C. À X. Thế hẹn mấy giờ đấy? À, ok, hẹn nhau 9 giờ ngày Chủ nhật ở Trung Nguyên gần nhà tôi nhé. Từ ví dụ cơ bản nêu trên về một cuộc hẹn, chúng ta cũng phân tích cá nhân A, B, X, Y thuộc nhóm tính cách nào trong DISC nhé. Bạn A thuộc nhóm D vì bạn luôn chủ động đề xuất quyết đoán trong lời nói. Bạn B thuộc nhóm I vì bạn này thường không chú trọng lắm tới chi tiết, cứ thấy vui và vừa ý là được. Bạn S nhóm C đừng có kiểu mới. Mình cứ nhìn lên là soda đã cười mảnh, cười khảnh ai. Bạn X thuộc nhóm C vì bạn ấy quan tâm nhiều tới chi tiết, luôn hỏi kỹ thông tin trước khi quyết định. Bạn Y thuộc nhóm S vì luôn đưa ra thông tin hỗ trợ và luôn quan tâm tới những gì tốt nhất mọi người. Một ví dụ nữa cho bạn dễ hình dung về cách phân biệt nhóm tính cách của từng người. Có bốn người bạn A, B, C, D tượng trưng cho bốn nhóm cùng đứng ở phía trước một bức tường và vẽ viễn cảnh vẽ ra. Sau bức tường đó là mục tiêu mà bạn sẽ đạt được nếu bạn vượt qua nó. Người A là người ngay lập tức xông lên. Họ lặng lẽ, kiên quyết đi và tưởng chừng có thể một bước là vượt qua.
Người B cũng ngay lập tức vượt qua, nhưng khác với người A là họ vừa đi vừa hò hét. Đi nào anh em ơi, phía bên kia là mục tiêu của chúng mình. Người C thì chậm hơn và quan sát. Họ thậm chí còn cúi xuống để lâng những người khác, họ không muốn bỏ lại ai cả. Người đi thì còn cẩn trọng hơn. Anh ta đứng từ xa nhìn, rồi đứng lại gần nhìn, rồi bắt đầu đo đạc, ước lượng, vẽ vời và sau đó mới bắt đầu bước đi. Người A qua phán đoán ban đầu có thể xác nhận là nhóm tính cách đi vì anh ta là người xông xáo nhất. Người B với những biểu hiện nổi bật có thể xác nhận đó là nhóm tính cách ai vì mẫu người nhanh chóng có truyền cảm hứng. Người S, người C là nhóm tính cách điển hình của S với đặc điểm từ tốn, thận trọng và giúp đỡ người khác. Còn người đi thuộc nhóm người D thuộc nhóm tính cách của nhóm người C vì họ không những cẩn trọng mà còn chi tiết thông qua việc ước lượng, vẽ vời rồi mới đưa ra quyết định. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở sự khám phá bản thân, DISC còn giúp chúng ta thay đổi cách tiếp cận với mọi vấn đề theo cách cẩn trọng hơn, bình tĩnh hơn và cũng toan tính hơn trước khi đưa ra bất cứ một hành vi nào để thực hiện công việc hoặc đáp trả hành vi của đối phương trong mối quan hệ. Khi khám phá về DISC không chỉ khiến bạn hiểu bản thân, giúp bạn hiểu về người khác mà còn khiến bạn sẽ cần thay đổi ở đâu để tốt hơn, thay vì đem ra toàn bộ cái tôi to hơn của bản thân ra khi giao tiếp thì bạn sẽ biết cách điều chỉnh sao cho phù hợp với người đối diện. Thấu hiểu để yêu thương. Bạn còn nhớ câu chuyện về chị Hạ, người chủ công ty huấn luyện doanh nghiệp tôi đã kể ở phần trước chứ? Nhìn vào tính cách và sự nghiệp của chị ta dễ dàng nhận ra chị là nhóm người ai. Trong chị có những đặc trưng cơ bản của nhóm này: hướng ngoại, sôi nổi, hòa đồng, vui vẻ và hoạt ngôn. Trong khi đó, mẹ chị Hạ chính là một người nhóm C. Chị đặc trưng với sự tỉ mỉ, chi tiết và nhiều hoài nghi. Bố chị là người nhóm D với sự bảo thủ, quả quyết, cứng rắn. Sự mâu thuẫn đặc trưng của tính cách của ba người dẫn đến việc mọi hành động và lời nói đều không phù hợp. Mong muốn được hóa giải mối quan hệ với bố mẹ, giúp chị Hạ buông được cái tôi to lớn để tìm hiểu sâu bản chất về vấn đề, soi chiếu hành vi và ngẫu nhiên và nghiền ngẫm những câu chuyện cũ. Chị hiểu rằng người nhóm ai như chị cần gì, người nhóm C như mẹ chị cần nói và hành động như thế nào, và người như bố chị nhóm D cũng cần có cách nói chuyện và cư xử khác nhau. Và như một điều hiển nhiên, từ khi chị biết được quy tắc đó, mọi thứ cho gia đình chị dần dần được giải quyết. Chị biết cách cư xử với bố, biết cách nói chuyện với mẹ. Một vấn đề chị trình bày với bố một kiểu khác và nói với mẹ theo một kiểu khác. Mọi thứ được hóa giải theo cách mà chị cũng muốn có, mà chị cũng không thể ngờ. Chị gọi đó là sự kỳ diệu. Trên thực tế, DISC mang đến rất nhiều kỳ diệu hơn là bạn tưởng nhiều. Trong quá trình đi dạy, tôi đã lắng nghe được khá nhiều câu chuyện hay ho, tuyệt vời từ những học viên của mình đã áp dụng công thức DISC vào cuộc sống của mình. Thay vì thế, kể cho bạn nghe những câu chuyện mới, tôi xin được giải quyết những câu chuyện cũ. Tôi từng nhắc đến Mai với tất cả những bế tắc lớn lao trong cuộc sống hôn nhân của cô. Qua cuộc nói chuyện, tôi đã hiểu rõ vấn đề, nhưng lại không có biện pháp nào giải thích ngắn gọn cho cô bạn của mình hiểu. Tôi khuyên Mai tham dự một khóa học ngắn về DISC để hiểu rõ hơn. Mâu thuẫn lớn nhất trong câu chuyện vợ chồng Mai đến từ việc Alfred được tăng chức. Chồng Mai là một người cuồng nhiệt với công việc và có hoài bão lớn nên anh đã rất vui vẻ trong việc thăng chức này. Trong khi đó, Mai lại tỏ ra lo lắng với việc chồng mình thường xuyên rời xa nhà để ra rời xa gia đình. Từ mâu thuẫn ban đầu lại dẫn đến những mâu thuẫn khác lớn hơn. Từng bước đi sâu vào phân tích hành vi trong DISC, tôi cho Mai thấy rõ vì sao chồng cô lại có những hành vi, hành xử không hợp với ý cô và vì sao những hành động, cách thể hiện, lời nói của chồng cũng không có thường xuyên làm cô tổn thương, là thường xuyên làm cô thấy tổn thương. Thật đơn giản, chồng cô cũng là nhóm người đi.
cao lên luôn nghĩ đến công việc, không quan tâm đến những tỉ mỉ trong gia đình. Người nhắm đi cao cũng không có phải là những người thích sự hỏi han quá nhiều về cuộc sống. Họ quan tâm đến nhiều hơn, hiệu quả hơn và kết quả đạt được. Ngược lại, Mai lại nhóm về người nổi trội về nhóm người S. Mai thích sự quan tâm, thân mật, nhẹ nhàng, thích gặp mối quan hệ chiều sâu. Đó là lý do giữa cô và chồng của mình không có thấy được sự đồng diện trong ngôn ngữ và hành vi, dẫn đến cuộc hôn nhân của cô gặp khá nhiều bế tắc. Sau khóa huấn luyện chuyên sâu mà tôi giới thiệu cho Mai, một người thời gian sau thì tôi nhận được điện thoại của cô bạn này. Sau một vài lời cảm ơn thân tình của cô cho tôi biết đã từng bước hóa giải được mối quan hệ với chồng, nhờ nắm bắt được những điều chồng muốn nên cô thường xuyên sử dụng cách nói mà chồng muốn nghe để anh có thể thực hiện điều cô muốn. Trước đây nếu muốn ai phân phép về ăn tối, Mai thường xuyên tỏ ra lũng nịu và giận dỗi, nhưng nay cô chỉ cần nói đơn giản: tối nay em nấu món canh chua mà anh thích, anh về ăn, tiện thể bàn luôn chuyện sắp tới đầu tư dự án Đồng Lai sao cho hiệu quả nhất. Em cũng mới cập nhật được một ít thông tin. Mai cũng thay đổi mình nhiều hơn, tìm hiểu nhiều hơn và những kiến thức về kinh doanh, công việc. Thay vì ở nhà cùng hai nhóc tì, Mai thuê một bảo mẫu chăm sóc cô chú nhỏ và gửi chàng hoàng tử đã lên 4 tuổi đi học bán trú thay vì cho một buổi như trước đây. Phần mình, Mai siêng năng đi ra ngoài, liên hệ với nhiều người hơn, những bạn bè cũ và theo học những khóa học bổ sung kiến thức. Mai tỉ tê với tôi, nhờ biết tính cách anh ấy, Mai hiền lành hơn, Mai hiểu là anh ấy vốn dĩ thế chứ không phải như thế là không yêu Mai, không yêu gia đình. Giờ thì thấy hạnh phúc lắm. Cảm ơn Tuấn. Huyền xin đọc đến đây. Soda có thể đọc tiếp không? Thấu hiểu để làm việc hiệu quả trong 70 năm. Cảm ơn chị Huyền nhé. Thấu hiểu để làm việc hiệu quả. Sau nhiều năm phát triển, DISCC càng ngày càng thể hiện vai trò trong việc ứng dụng vào cuộc sống, mối quan hệ gia đình, bạn bè, cuộc sống. Trong công việc dùng DISCC dễ dàng tuyển dụng đúng người, phù hợp với công việc và giai đoạn phát triển của tổ chức. Rất nhiều công ty đưa DISCC vào trong việc quản trị nhân sự, phát triển kinh doanh của mình. Tại Việt Nam, DISCC chỉ mới xuất hiện thời gian gần đây. Tuy nhiên, nó đã được ứng dụng một cách hiệu quả trong rất nhiều các doanh nghiệp, tận dụng được lợi thế về DISCC giúp các doanh nghiệp Việt có những bước phát triển nhanh chóng vượt bậc. Với những người bán hàng, thấu hiểu bí mật hành vi là chìa khóa để bạn có thể bán hàng cho mọi khách hàng. DISCC giúp bạn nhận biết được nhiều điều mà người khác muốn nghe, để từ đó chọn ngôn từ của mình cho phù hợp, mà như một cách nói khác đó là sử dụng những ngôn từ có tính thôi miên đối với người. Đối với từng người, chưa kể hành động của bạn cũng cần phải phù hợp với từng nhóm người. Ví dụ như trường hợp nhân viên cửa hàng quần áo là anh Phát. Đối với khách hàng nhóm D, phải ngay lập tức tiếp cận, nhưng với khách hàng nhóm C, anh lại để cho khách hàng một khoảng thời gian đủ riêng tư để nghiền ngẫm và chiêm nghiệm. Muốn nhận diện xem đối tượng mình đang nói chuyện thuộc nhóm đối tượng nào, các bạn có thể xem kỹ những đặc điểm về từng nhóm D, I, S và C mà tôi có dịp đề cập ở trên. Nó cũng tương tự như cách bạn nhận diện chính mình, song lẽ khó khăn hơn vì bạn chỉ dựa trên một số hành vi, lời nói, cử chỉ của họ nên cần nhiều sự chú ý quan sát và tinh tế hơn từ phía bạn. Thông thường, người khác sẽ nhìn thẳng vào chúng ta để nghe chúng ta nói, song bạn không biết được là họ có thực sự nghe bạn nói hay không. Vì thế, việc bạn nói không đúng với điều họ bận tâm thì sẽ khiến việc tiếp nhận bị sao nhãng. Muốn biết khách hàng muốn nghe gì không hề khó, hãy tập trung và theo dõi hành vi của họ và nhận diện xem họ thuộc nhóm tính cách nào. Tại một cửa hàng quần áo, một vị khách hàng bước vào cửa hàng và với hành động đi thẳng tới ngay chiếc áo màu xám, cầm lên và ngắm, ngay lập tức phát tiến lại, liền nói:
Cái áo này là một trong bốn cái sang nhất shop hiện nay. Hàng này mới nhập về từ hôm qua thôi ạ. Hiện chỉ có hai cái. Anh có muốn thử luôn không ạ? Vị khách ngắm nghía một chút và đưa ra quyết định mua hàng trong chớp mắt. Một vị khách hàng khác cũng vào shop phát hiện shop của Phát để mua hàng. Chị thận trọng ngắm tới ngắm lui từng cái, đi xong đi lại từng phút, rồi mới e dè cầm lên một cái để xem. Đợi cho khách hàng ngắm chán chê, Phát mới bước tới nói: chiếc áo chị đang cầm hoàn toàn là bằng vải calon, còn mấy bông hoa trên tay này là được thêu bằng tay. Đường may cũng tinh xảo hơn, do đây là hàng đặt từng cái, chứ không phải mày theo lố. Chị có thể sờ cái áo này là hàng mang theo lố, và cái áo chị đang cầm trên là cảm nhận rõ hơn. Vị khách tò mò nhìn ngó sờ soạng một chút và sau đó quyết định mua hàng. Quyết định của Phát ở đây là gì? Bí quyết của Phát ở đây là gì? Anh chàng sale đẳng cấp này là một người khá nắm rõ về bí mật hành vi, nên chỉ sau 6 giây đầu tiên anh đã định được vị khách hàng đầu tiên thuộc nhóm D và vị khách hàng thứ hai thuộc nhóm C. Và với mỗi nhóm khách hàng, họ muốn nghe bạn nói những điều khác nhau về sản phẩm và bạn cung cấp cho họ. Có thể là một sản phẩm, nhưng nếu là hai khách hàng khác nhau thì có thể cách bạn trình bày về sản phẩm sẽ hoàn toàn khác nhau. Bạn thấy điều này có thú vị không? On Dijun, doanh nhân, luật sư kiêm nhà giáo, kiêm nhà ngoại giao nổi tiếng của người Mỹ đầu thế kỷ 20, người sáng lập ra công ty GCA, một công ty con của tập đoàn Generic, và giữ chức chủ tịch GCA từ năm 1919 đến năm 1929, đã từng nói rằng người nào có khả năng mặc định trong hoàn cảnh của người khác, thấu hiểu được suy ngẫm, suy tư của họ thì không cần phải lo lắng về bất kỳ điều gì của tương lai, vì người đó chắc chắn sẽ thành công. Điều này hoàn toàn đúng với những người đã thực sự thấu hiểu về DISC, biết cách dùng ngôn từ và cách hành xử theo đúng với từng nhóm người theo cách mà họ muốn nghe. Vậy với từng nhóm người khác nhau, bạn cần nói theo những cách khác nhau như thế nào? Tùy vào từng ngữ cảnh, từng mối quan hệ. Để bạn có thể có cách nói sao cho người của từng nhóm dễ dàng tiếp nhận, song tôi có thể khái quát một số nét chính ở dưới đây. Đối với những người nhóm D, cần đi thẳng vào vấn đề muốn nói trực tiếp đến hiệu quả, kết quả đạt được, nói với họ những vấn đề chính, cốt yếu và quan trọng nhất. Tránh cách đi lòng vòng, cho họ thấy ngay điều họ muốn và khuyến khích, kích thích họ tự nói, tự thể hiện mong muốn của bản thân họ. Đối với những người thuộc nhóm I, là những người hướng ngoại, thích chuyện trò vì thế tiếp cận những người I, bạn nên bắt đầu khơi gợi họ bằng những câu chuyện nhẹ nhàng, bay bổng và có ý khen ngợi họ. Không nên chỉ trích hay phê bình họ quá thẳng thừng, vì điều này sẽ khiến họ tổn thương ghê gớm. Những người thuộc nhóm S là những người thích tự sự nhẹ nhàng, yên ổn, thích hướng vào bên trong, quan tâm đến các vấn đề con người. Vì thế, nếu được, hãy hỏi han họ một chút, một cách nhẹ nhàng từ tốn, tránh sự vồ vập quá mức, vì điều đó sẽ khiến họ cảm giác e dè. Những người thuộc nhóm C lại thích sự tỉ mỉ, nên khi nói một vấn đề gì với họ, bạn cũng cần sự tỉ mỉ, nên cho họ thời gian để xem xét và suy tính. Không nên nói quá nhanh, quá nhiều, vì họ sẽ không lĩnh ngộ kịp để dễ đề phòng đối với người đối diện. Không chỉ trợ giúp mạnh mẽ trong bán hàng, thấu hiểu bí mật hành vi còn giúp bạn có sự bố trí nhân sự hợp lý và giải quyết công việc hoàn hảo hơn. Huy, học trò cũ của tôi hiện tại này đã bắt đầu lại với công ty du lịch mới. Anh chàng giỏi giang đó luôn chẳng bao giờ thiếu ý tưởng kinh doanh. Điểm đặc biệt lớn nhất trong công ty mới của Huy là đã tuyển dụng đúng người và đúng chỗ. Huy nói với tôi, nhờ anh em mới biết mình sai lầm đến mức nào. Chắc chỉ có em mới cho mọi người sáng tạo tốt đi làm nhân sự. Cho một người nhóm C nghiêm túc đi làm marketing, lại còn cho một ông bốc đồng nhóm D đi bán hàng. May mà nhận ra sớm để thay đổi anh ạ.
chứ phân bố người không hợp lý như em thì lỗ 10 tỷ vẫn còn nhẹ nhàng. Cậu nhóc điển trai thi thoảng vẫn hẹn tôi cà phê sáng và tích cực tham gia các chuyến khóa chuyên sâu về khám phá bí mật hành vi. Phục lục, một lá thư ngắn từ Hưng Yên, mến gửi anh Tuấn. Em gửi bức thư này cho anh đã kết thúc khóa học DISCC được một thời gian rất dài. Lời nói đầu tiên em chân thành cảm ơn anh vì những điều anh đã làm và cho mọi người xung quanh. Nhờ anh, nhờ DISCC đã có một cuộc sống hoàn hảo, mới, vui vẻ và tuyệt vời. Từ một người nhút nhát, em trở nên tự tin, mạnh mẽ hơn. Từ một người sống có mục đích, em trở thành một người luôn sống nhiệt huyết với điều mà bản thân mong muốn đạt được. Suốt cuộc đời 23 năm đã qua, em sống một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, thầy cô và bạn bè. Nhưng sâu thẳm trong trái tim em chưa mãi chưa tìm ra được là cuộc sống này em sinh ra để làm gì. Sinh ra là và lớn lên ở vùng quê khá nghèo Hưng Yên. Đến khi bạn bè vào cấp 1, em cũng là một cô bé học sinh cấp 1. Bạn bè cấp 2, em cũng trở thành bạn học sinh cấp 2. Bạn bè cấp 3, em cũng trở thành một cô học sinh cấp 3 duyên dáng. Rồi chúng em cùng nhau vào đại học với mong muốn những khát khao cháy bỏng của các cô cậu học trò. Thế nhưng đó là vai trò với ai đó ngoài kia mà không phải là em. Em muốn học đại học là vì bố mẹ em nói với em rằng đại học sau này mới có công việc tốt và mức lương cao để có cuộc sống tốt hơn. Em chọn học khoa tin học của trường đại học khoa học. Tự nhiên là bởi vì đứa bạn ngồi cùng bàn cấp 3 của em đã chọn thì vào ngành đó. Em cố gắng phấn đấu để đạt được tấm bằng tốt nghiệp đại học. Loại giỏi là vì thầy cô khuyên rằng có tấm bằng học giỏi trong tay, các em mới dễ dàng xin được công việc tốt sau khi ra trường. Cuộc đời của em dường như luôn đi theo một quy luật, những kỳ vọng của mẹ, cha, những xu hướng của bạn bè, những lời khuyên của thầy cô. Em chợt nhận ra em chưa từng làm điều gì theo ý muốn của bản thân em cả. Mà lý do là tại sao? Đơn giản là vì chính em cũng chưa biết em mong muốn điều gì trong cuộc đời này. Một ngày đẹp trời, tháng 11 năm 2016, em cho rằng đó là dấu mốc gần quan trọng, là phần góp phần quan trọng cho bước ngoặt lớn trong cuộc đời của em. Cái gì mà DISCC? Em không biết đó là cái gì, nhưng tinh thần ham học hỏi sẵn trong con người em đã cho em có đủ sự tò mò, đủ sự cởi mở để tập trung tìm hiểu kiến thức này. Khóa học DISCC đầu tiên của cuộc đời em diễn ra trong một ngày. Ở khóa học mà em biết được tại sao chúng em chưa bao giờ ngồi tâm sự với ông nội, một người vô cùng mạnh mẽ và nghiêm khắc. Em biết được tại sao bà nội em, một người tràn đầy tình yêu thương, bà rất thích tham gia những cuộc hội hè, thích quan tâm rất nhiều đến con cháu. Em biết được tại sao bố em lại rất thích giảng giải cho chúng em rất nhiều trong cuộc sống và luôn động viên chúng em phải cố gắng học tập thật tốt. Em biết tại sao mẹ em rất yêu thương chúng em, nhưng lúc nào cũng rất xét nét mọi điều em làm nếu không ngăn nắp và chỉnh chu. Em biết tại sao em trai của em không bao giờ tâm sự với bất kỳ ai trong nhà những khó khăn em đang gặp phải trừ phi nó nằm ngoài tầm kiểm soát của em. Em biết tại sao em rất ít khi đưa ra ý kiến cá nhân trong những cuộc tranh luận, luôn yêu cầu mọi thứ mình tạo ra phải thật hoàn hảo, nên đôi khi tiến độ rất chậm. Và điều quan trọng nhất là em biết được phải làm thế nào để em có thể thể hiện tình yêu thương của em với người thân yêu của em theo cách mà người đó hiểu được là em đang yêu thương họ. Có phải trong chúng ta rất nhiều khi đã thể hiện tình yêu thương nhưng với người đối diện không quan tâm hoặc tỏ thái độ khó chịu đúng không? Đó là vì chúng ta đã biểu lộ điều chúng ta hiểu. Đó là sự yêu thương. Muốn được người khác làm cho chúng ta, nhưng điều mà đối phương muốn nhận được hoàn toàn không phải là điều chúng ta đã làm. Chúng ta thường yêu thương theo cái cách mà chúng ta muốn nhận được, nhưng sự thật là mỗi người chúng ta sẽ có cách yêu thương không giống nhau. Em rất may mắn vì người sếp của em rất tự tin vào DISC và tin vào anh. Sếp thường nói với chúng em, anh Tuấn chính là chuyên gia hàng đầu Việt Nam về DISC và nhờ sếp em được tham gia rất nhiều khóa học, khám phá bí mật hành vi mà anh đã giảng dạy. Đối với em, bất kỳ khóa học nào cũng là khóa học đầu tiên.
Bởi vì vẫn là những kiến thức đó, nhưng em với trải nghiệm nhiều hơn trong cuộc, trong công việc và cuộc sống mà em đã có những bài học khác nhau và thật kỳ diệu. Không biết từ lúc nào em đã tự tin giao tiếp với sếp, với đối tác, khách hàng và những người bạn mới mà em quen biết. Em dễ dàng nhận biết người em đang giao tiếp thật thuộc nhóm tính cách nào và tự tin trò chuyện để tạo sự gần gũi. Giờ đây, em dường như đã tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi em sinh ra để làm gì. Em sinh ra để yêu thương và giúp đỡ những người thân trong gia đình của em, bạn bè em, yêu thương mọi người xung quanh em. Em sinh ra để trải nghiệm mọi thứ xung quanh mà em mà loài người đã tạo ra, tận hưởng niềm hạnh phúc từng ngày bên gia đình lớn và gia đình nhỏ của em. Em sinh ra để cống hiến, học hỏi thật nhiều về kiến thức quản trị nhân sự, quản trị con người để giúp đỡ những người bạn xung quanh em có công việc, được hưởng chế độ phúc lợi xứng đáng với năng lực. Tự tin và mạnh mẽ đã giúp em tìm được một nửa của mình. Hạnh phúc không phải ta ngồi chờ đợi, nó sẽ đến mà là tự ta tìm hạnh phúc của mình. Em yêu anh ấy, nhưng em vẫn là chính em. Em tự mình mang lại hạnh phúc đến cho mình, chứ không phải ngồi trông chờ một người đàn ông yêu. Em mang đến lại hạnh phúc cho mình. Và em luôn cảm thấy hạnh phúc với mối quan hệ yêu đương mà em đang có. Nhờ biết đến bí mật của hành vi và luôn áp dụng nó vào công việc và cuộc sống, em nhận ra rằng mọi niềm vui hay nỗi buồn, thành công hay thất bại đều là do chính bản thân ta quyết định và không ai có thể lấy đi cái quyền đó. Vậy thì tại sao cuộc đời chúng ta lại để cho người khác, cho người ngoài ta quyết định? Em vô cùng cảm ơn anh Lê Minh Tuấn về những kiến thức, những bài học mà em đã nhận được từ anh. Cảm ơn cuộc đời này vì đã cho em biết đến và được học hỏi nhiều từ anh. Cảm ơn anh rất nhiều. Kết chương. DISC là một công cụ hữu hiệu và tuyệt vời đối với những ai có nhu cầu khám phá bản thân và trung hòa mối quan hệ với những người xung quanh. Điều tạo nên tầm quan trọng của DISC không phải chỉ đơn thuần là chúng ta hiểu được người khác, mà từ hiểu được người khác sẽ hiểu được chính bản thân mình và điều chỉ hành vi của mình cho các mối quan hệ xung quanh. Ai là người nhóm D, ai là người nhóm I, ai là người nhóm S, ai là người nhóm C. Tôi sẽ bật mí cho bạn biết cách làm thế nào để nhận ra được người đối diện, mình thuộc nhóm tính cách gì thông qua những bước rất đơn giản. Đầu tiên, bạn hãy xác định xem tốc độ mà đối phương đang phản ứng với thông tin bạn truyền tải tới hay nhanh hay chậm. Nếu họ phản ứng nhanh thì hẳn họ sẽ thuộc nhóm D hoặc nhóm I. Còn ngược lại, nếu tiếp nhận thông tin của họ chậm hơn thì khả năng của họ thuộc nhóm S và nhóm C. Sau đó, hãy thật bình tĩnh, tập trung để xem cách giao tiếp đang tập trung vào con người hay công việc. Hẳn là bạn còn nhớ những đặc điểm nổi bật của từng nhóm mà tôi đã chia sẻ trong chương này rồi phải không? Nếu họ phản ứng nhanh và tập trung vào công việc, thì có thể đó chính là người nhóm D. Nếu đối phương cũng phản ứng nhanh nhưng ít nói về con người, thì họ chính xác là người nhóm I rồi đấy. Còn người đang giao tiếp với bạn, phản ứng chậm và mối quan tâm của họ là con người, mối quan hệ thì sao? Đúng, họ là người thuộc nhóm S và cuối cùng những người nhóm C là những người phản ứng chậm hơn một chút và thích nói chuyện về công việc hơn. Bước cuối cùng, bạn hãy xác định xem sau hành vi nổi trội thì hành vi hỗ trợ của họ là gì nhé? Hành vi hỗ trợ được hiểu là hành vi được họ thể hiện ra nhiều thứ hai sau hành vi nổi trội. Cùng họ cách quan sát và nhận diện những người giao tiếp với bạn qua từng bước đơn giản như vậy, bạn sẽ thấy bất ngờ và hiệu quả của công thức này. Vậy bây giờ bạn đã biết tôi là ai và nên làm gì với tôi rồi chứ? Sau khi biết được bản thân mình là ai, bạn thuộc nhóm hành vi nào, thì hãy cùng tôi làm một bài tập đơn giản để giúp mình cải thiện mối quan hệ tốt hơn với những người xung quanh nhé. Hãy vẽ một bảng chia thành 4 cột, số thứ tự, họ và tên, mối quan hệ của bạn với người đó. Sau đó hãy nhận diện nhóm hành vi của họ. Cuối cùng hãy viết xuống những điều bạn có thể làm để cải thiện mối quan hệ với họ nhé. Hãy hoàn thiện bảng gửi lại cho tôi nhé. Tôi sẽ giúp bạn.
kết thúc ở đây nha sếp Huyền. Ok, chúng ta dừng lại ở đây ạ. Cảm ơn Soda đã đọc sách. À, không có Soda thì phải là Karin Lan rồi không? Hôm nay chúng ta đọc về rõ hơn về cái nhóm, nhóm về bốn nhóm, ưu điểm về bốn nhóm, nhóm DISC đúng không ạ? Qua bốn nhóm này, công nhận này, đọc cái phần này xong rồi nhé, thì Huyên thấy rằng là mình biết được, mình biết rõ mình là ai hơn. Hỏi tôi là ai thì mình trả lời được cái câu hỏi của mình hơn. Cứ đọc đến cái phần của mình thấy Soda bài hảnh mép lên bà cười quá. Cứ đọc lên nhìn cái này thấy bà cười quá. Bà hiểu mình quá trời. đấy là do Soda đọc DISC biết trước đấy nên là hiểu rõ tính cách của Huyên luôn. Nó đùa vậy thôi chứ còn cái tính cách của mình nó thể hiện quá rõ rồi. Cái phần ai này quá nó nổi trội quá nên là người nhìn cái nằm sẽ đoán được ra ngay. Khi mà đọc cái này về sau mấy mấy cái phần về sau nữa còn mình sẽ dễ nhận xét hơn, ví dụ như là ở trong phần này, nhất là cái phần mà anh bán hàng ấy, cái bạn bán hàng ấy, bạn ấy biết được người khách nào, cái hành động của người khách đấy chỉ trong 3 giây thôi, người ta hành động như nào và bạn ấy biết tư vấn như vậy, thì nếu mà mình học được, mình tìm hiểu sâu được ấy, mình biết được cái cách mà mình đoán được cái tâm lý của ấy thì chắc chắn là mình sẽ đi tư vấn thì chắc chắn là mình sẽ trúng, đúng không? Cái đây là cái phần mà marketing mà mình cũng rất là, một trong những cái phần mà cũng rất là cần cho những người marketing. Thì em chỉ nói đến đây thôi, thì còn đâu em nhường lại cho các chị em khác để nói. Soda nói đọc xong rồi, hoàn hồn chưa? Nói chung là ở cái cuốn sách DISC này mình cũng học rồi và mình cũng giảng rồi, nhưng mà em thấy thì cái thứ nhất là để mình hiểu rõ được, trước đây mình chỉ hay để ý là làm sao để biết được người ngoài thôi, chứ còn mình cũng không có quan tâm lắm là người trong nhà của mình họ thuộc cái nhóm tính cách nào, cũng biết chung chung là cái người này cái tính của họ kiểu kiểu như vậy thôi, chứ để mà hôm nay mình đọc thì mình để làm sao mình quan tâm được trong nhà mẹ chồng mình là tính gì ta, chồng mình là tính gì ta, để mình có cách nói chuyện với người ta. Trước đây mình cũng có kiểu như vậy, nhưng mà để rõ ràng hơn thì mình cần phải đọc lại cái cuốn sách này. Em thấy nó là như vậy. Và trước đây em cũng, tức là cái tính của mình ý, em là tính D rất là rõ ràng luôn. Thì nhóm thủ lĩnh là nó thuộc ở trong cái nhóm D này rất là nhiều, D và I nhiều hơn là C và S ở đây. Nhưng mà kiểu như là mình vẫn giống như cái người chồng vừa nãy, mình là kiểu hơi hơi cứng nhắc và là chỉ là công việc là chính chứ không ở trong nhà. Nhưng mà khi mà sau 3 năm ấy thì cái tính cách của em cũng thay đổi rất là nhiều. Và trước đây là em chỉ chờ chồng em nói là yêu thương thôi. Mình chỉ là người nhận thôi. Nhưng mà bây giờ thì mình lại có cái kiểu là mình yêu cầu. Đấy, hôm nay anh không nói anh yêu em à? Tức là mình cũng không nói trước là mình yêu ông ấy, nhưng mà mình lại nói là hôm nay anh không nói anh yêu em à? Có nghĩa là mình đang đòi hỏi ông ấy là ở đây là phải nói yêu yêu mình. Đấy cũng là một cái cách thay đổi của mình rồi. Thì chồng mình vẫn thấy là ở trong đó nó có một cái sự đáng yêu nhất định. Thì mình cũng đang thay đổi. Và em thấy dần dần trong mỗi chúng ta ở trong đây thì đều có đi, đều có ai và đều có S và đều có C thì nó mới là tốt. Thì mình cũng đang cố gắng hoàn thiện. Vì trong cái nhóm D là rất là cứng nhắc chẳng hạn, thì mình cần có một chút S và cần có một chút C ở trong đây. Tức là cần chậm lại một chút và nhìn nhận lại vấn đề một chút, cẩn thận hơn một chút. Đó, và trong cái cần một chút ai nữa là để có cái sự yêu thương hơn và hướng về con người nhiều hơn nữa, chứ không phải là chỉ mỗi công việc và cứng nhắc ở trong đây. Đó, thì em thấy là cần phải đọc kỹ hơn và chúng ta phải đọc được vị khách hàng, thì giống như cái cậu marketing bán áo đấy đấy, thì đúng là nhìn vào cái hành vi và cái động thái của họ để mình đoán trước được một phần nào về cái tính cách con người họ. Chứ biết đâu trong những cái người khách hàng của chúng ta, họ cũng giống như mình là bây giờ họ không còn mỗi một cái màu sắc nào đó nhất định, mà họ sẽ có rất là nhiều tính cách ở trong cả DISC này, giống như chị em chúng ta bây giờ. Em thấy như Huyên bây giờ không hẳn là ai nữa đâu, Huyên cũng là D ở trong đó, và Huyên cũng có chữ chữ S ở trong đây, vì tính Huyên cũng khá là tỉ mỉ trong từng cái vấn đề nữa, chứ không phải là Huyên chỉ mỗi ai không.
Thì em thấy nó là như thế. Cho nên là nếu có thể thì chúng ta cố gắng khắc phục, mình đều có cả bốn điểm trong đó, nhất là mình nhặt những cái ưu điểm và mình loại đi những cái điểm mà không tốt của từng cái tính cách ở trong đây. Đó, đấy là cái nhận xét của em khi học về DISSC. Rồi, em nhường lời cho chị Hằng nhé. Hay quá. Quá hay. Đọc đã hay thì nhận xét lại còn hay hơn. Cảm ơn hai em đã đọc sách ngày hôm nay. Qua cái bài DISC nó như là cái bí mật ấy, để khám phá ra con người. Con người ở tính cách như thế nào để mình biết cách ứng xử. Thì thường thường là mình cũng muốn là mình biết được cái tính cách của đối phương mình để làm nào là mình nói chuyện cho nó hài hòa hòa hợp ấy. Nhưng qua đây mình tự dưng mình đọc nghe các hai em nghe đọc nghe thì nghe ồ chồng mình tính gì nhỉ, khoan mình tính gì nhỉ, trước cứ để ý người bạn chứ không để ý người trong nhà. Đó. Nếu như mình hiểu được tính của chồng mình thuộc cái nhóm nào ấy thì đôi lúc mình thông cảm cho, vì cái tính anh ấy là tính tỉ mẩn là tỉ mỉ là cầu kỳ chính xác hoặc là nó nào đấy, thì cái cá tính mình thông cảm chứ không phải cái tính anh ấy xấu tính cố mình làm mệt mỏi mình chẳng hạn đấy. Mình hiểu được cái cá tính trong cái nhóm nào đó thì mình hiểu thực ra mình không để ý tính chồng mình hợp cái nhóm nào đâu, nhưng qua cái bài này tự nhiên để ý không, mình phải đọc kỹ lại xem nào, xem chồng mình cái tính nhóm nào để mình thông cảm. Con mình đấy, người trong gia đình mình đấy, chồng nếu mình hiểu được cái nhóm nào nó nổi bật nhất ấy, thì mình hiểu được thì mình lại không có gì là nặng lề trong cách ứng xử cả, mình cách ứng xử mình biết cách rồi mình cũng cũng xuôi theo, chẳng hạn là mẹ chồng tính tính xe chẳng tỉ mỉ chẳng hạn ấy, thì mình lại lại khi cần mẹ chồng thì mình phải tỉ mỉ hoặc là nói chậm lại hoặc là mình không được cứng nhắc như nhóm D chẳng hạn, mình không được nhanh quá hấp tấp quá, mình chậm lại một chút mình để đi cùng với mẹ chồng mình hoặc cùng với cái người mà mình tiếp xúc đó, thì chắc là sẽ không có sự mâu thuẫn xảy ra đó. Khi mình biết được cái khám phá được về DISC thì chúng ta hiểu được bản thân mình, không những về bản thân mình mà bản thân người khác nữa đó. Và không những trong gia đình mà trong các mối kinh doanh ấy, trong ví dụ trong này nó cũng giải thích cho mình hết về về thấu hiểu về để làm việc cho, để có hiệu quả ấy, trong công việc cái kinh doanh ấy, đi tiếp thị này hoặc là mình với khách hàng của mình đó, hoặc là biết được người ta con người đấy là hướng nội hướng ngoại, biết người ta ở thuộc cái nhóm nào để mình biết cách ứng xử. Thường là những người kinh doanh thì Hằng thấy đa số là nhóm đi và ai là cái tốc độ nhất nhanh, tốc độ phải làm việc phải nhanh mới chứ và có hiệu quả đấy, cái đấy là cái nổi bật nhất trong cái nhóm mà những người mà thích về mặt kinh doanh. Còn cái nhóm mà những giáo viên ấy, nhóm những người về giáo viên thì Hằng khi mình đọc cái này thì mình nghĩ những người chuyên về giáo viên thì cứ tính tỉ mỉ cao. Nhóm C nó rất nhiều, phải phân tích rõ ràng, phải cặn kẽ, phải có nghĩa là phải phải chuẩn chỉnh chính xác ấy. Ê, những cái nhóm mà về giáo viên luật sư cái đấy mình thấy nhóm C, nhóm mình nghĩ là cái nhóm đấy là nó hợp hơn. Nhóm C, còn nhóm chị em mình ở nhóm D, nhóm ai là chiếm tỷ lệ cao. Đúng không nào? Thế chị nhận chắc đúng không? Qua cái nhận định mà nghe qua hai em đọc ấy thì chị ngồi cứ ngẫm, công nhận chính xác thật, mình đi sâu một chút thì chắc mình thấu hiểu nhiều lắm đây, từ mình mới nghe thoáng qua thôi và họ phân tích rất là rõ ràng và tỉ mỉ ở trong này, nhưng mà qua cái nắm bắt được cái sự hiểu biết thế này thì mình cũng khá được một phần như vậy. Xin cảm ơn, cảm ơn chị Hằng rất là nhiều. Cái này không những chỉ dành cho kinh doanh mà cả trong gia đình của chúng ta nữa, chúng ta biết cách để chúng ta dạy con của mình. Xin tắt của chị Hằng đi, nó bị dè một chút. Xin mời Thanh Thảo cứ vô thùng ra máy có vấn đề đúng không, mạng của em nó hơi chụp. Cảm ơn sếp Quyên và chị Thảo. Cảm ơn chị Quyên, chị Thảo hôm nay đã đọc thì cái cuốn này thì chị Phượng khuyên là nên đọc nhiều, nhưng hầu như là em chưa quan tâm lắm tại vì nói chung là cũng còn hơi cứng đầu ấy. Kêu là nói mà không chịu nghe, nhưng hôm nay thì nghe đọc tuyệt vời. Có khi mình biết được cái tính của người đó thế nào thì mình sẽ không giận, tại vì mình cứ nghĩ người đó như mình thôi, nhưng mình sẽ không hiểu được người khác ấy.
thì cái gì mà khi mình thấu hiểu cho rồi thì mình sẽ không 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 giận. Ừ. Thì cuốn này chắc em sẽ đọc nhiều ngẫm hơn, tại vì hiện tại thì mình đang làm với rất là nhiều nhiều con người với nhau, làm việc với con người thì phải biết tánh của người đó thế nào thì mình sẽ dễ hòa nhập hơn. Ừ. Thì em sẽ học đọc kỹ hơn lại, với em khi em đọc lướt qua như vậy thì nghe qua thì nó sẽ không hiểu được người nào nhóm nào. Như thế nhóm D thì em thấy như là có sếp Thảo nè, thủ lĩnh nè, sinh viên thủ lĩnh sếp Hằng nè, em thấy hầu như là nhóm mình cái nhóm D nhiều, nói nhanh làm nhanh, em cũng bị gọn nhanh gọn lẹ thôi chứ chậm chậm em mệt không có thời gian thế. Và cái này em thấy cũng áp dụng trong gia đình cũng rất là hay, tức là dạy con của mình ấy. Tính của con em hiện tại em chưa biết nó thuộc nhóm nào em nghe nãy giờ em chưa thấy nó thuộc nhóm nào cả hơi bị mất phương hướng rồi nên là rất là cần thiết cho việc trong kinh doanh cũng như là bán hàng để mình biết mình tiếp khách như thế nào. Ừ, rất là tuyệt vời, rồi cảm ơn anh chị đọc sách nhé, em sẽ đọc kỹ lại cuốn này hơn. Cảm ơn Thanh Thảo rất là nhiều. Ừ. Không gì Chin có nói được không? Đang lái xe đúng không? Ừ. Đang lái xe, chị Thúy thì cũng đang bận. À. An khỏi đỡ nhiều chưa không biết. Nhưng mà công nhận là chúng ta đọc cái phần này, đọc kỹ một chút, chúng ta sẽ biết được. Như đọc cũng đọc vậy á, mới đầu mình cũng không, mình áp đặt cho bé nhà mình ấy, nhưng đặt ra mình thấy à bé nhà mình cứ nghĩ là nó sẽ kiểu nhóm ai nhiều hơn ấy, thế nhưng mà khi mà bé chị thấy thì nó lại là thuộc cái nhóm là S nhiều hơn, nhóm ai quan tâm đến mọi người, nó thích ngấy hơn. Nó không có mình thì cứ muốn là bạn ấy sẽ là vùng dậy không, sẽ năng nổ một chút mình, nhưng mà mình thấy là mình đang áp đặt cho, nên mình đang đang sửa dần cái cách nói chuyện nhưng mà vẫn chưa sửa được nhiều lắm. Thì hôm nay chúng ta sẽ đọc sách đến đây thôi nhé. Chúng ta chụp ảnh nhé, cảm ơn tất cả mọi người đã nghe. Nhưng mà trong cái công việc của nhà mình ấy, cái điểm